Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tuổi Tỵ 2019 hợp màu gì cho tiền đầy túi, tình đầy tim? Tuổi Tỵ năm Kỷ Hợi nên chọn màu gì cho tài lộc dồi dào, tình yêu thắm sắc? Cùng Lịch Nghề Tốt tham khảo ngày màu sắc phong thủy 2019 tốt nhất cho tuổi Tỵ nhé. Màu sắc phong thủy 2019 cho tuổi Tỵ: sự nghiệp thăng tiến, màu xanh lục. Xem tử vi 2019 của tuổi Tỵ, bản mệnh là một trong những con giáp phạm thái tuế năm Kỷ Hợi này. Vận trình sự nghiệp trong năm 2019 của tuổi Tỵ cũng vì thế mà chịu nhiều ảnh hưởng. Bản mệnh nên chú ý lời ăn tiếng nói và hành động đúng mực trong các mối quan hệ xã giao. Trong công việc, không chỉ đơn giản là làm tốt việc của mình, bạn còn phải biết cách xã giao nữa. Tuổi Tỵ không đủ khéo léo nên có thể gặp phải nhiều thử thách khá lớn. Tuy nhiên, bản mệnh không cần quá mức lo lắng bởi vận mệnh có thể được cải thiện phần nào khi mà bạn sử dụng màu sắc may mắn năm 2019 của mình. Theo phong thủy thì màu xanh lục sẽ là màu mang đến may mắn và những điều thú vị cho bạn trên con đường sự nghiệp. Sử dụng đồ dùng, trang phục màu xanh lục, bản mệnh sẽ bớt phần mệt mỏi, có thêm nhiều tinh lực tập trung cho công việc, làm tốt kế hoạch của mình, đảm bảo cho công việc đạt được hiệu quả nhất định, không vì phạm thái tuế mà sự nghiệp lao đao, thất bại. Màu sắc phong thủy 2019 cho tuổi Tỵ: sức khỏe dồi dào, màu nâu. Tử vi khoa học cho rằng người tuổi Tỵ không mấy quan tâm đến vấn đề sức khỏe, với họ chuyện tập thể dục hay ăn uống dưỡng sinh không phải là chuyện nhất thiết phải làm, chỉ khi sức khỏe có vấn đề họ mới bắt đầu nghĩ đến mà thôi. Tử vi 2019 cho thấy tuổi Tỵ xung thái tuế, sức khỏe dễ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, ốm đau bệnh tật hay tai ương chẳng biết thế nào. Song cuộc đời không phải lúc nào cũng dồn người ta đến cùng một lúc mà vẫn có cách hòa giải. Với màu nâu, màu sắc may mắn của tuổi Tỵ năm 2019, bản mệnh có thể giảm bớt tai ương, tăng thêm may mắn. Những vấn đề sức khỏe có thể tiêu giảm bớt nhờ có sự nỗ lực chăm sóc của con giáp này. Lịch Ngày Tốt xin nhắc nhở bản mệnh không nên tập luyện thể dục thể thao quá mức mà nên chú ý điều chỉnh chuyện ăn uống. Ngoài ra, cảm xúc là vấn đề quan trọng nhất mà tuổi Tỵ cần phải khắc phục. Tinh thần bất an, cảm xúc kém ổn định thì sức khỏe khó mà tốt được. Hãy mặc nhiều trang phục màu nâu để đảm bảo cho mình được an lành. Màu sắc phong thủy 2019 cho tuổi Tỵ: tình duyên như ý, màu vàng. Người tuổi Tỵ dễ gặp rắc rối trong các mối quan hệ năm 2019 này. Bản mệnh cần phải tự nhắc nhở mình, ít than phiền, chê trách, năng tâm sự và chia sẻ cảm thông với đối phương thì mới có thể hạn chế được những vết rạn nứt trong mối quan hệ tình cảm. Màu vàng là màu sắc may mắn 2019 về tình duyên cho người tuổi này. Những chú rắn trong nhà có thể đặt những đồ dùng, vật dụng màu vàng để giảm bớt áp lực cho mình, từ đó tinh thần thoải mái hơn, cảm xúc cởi mở hơn. Đào hoa khởi vượng nhờ biết áp dụng đúng phong thủy, tử vi tình duyên 2019 của người tuổi Tỵ cho thấy bản mệnh vẫn có cơ hội chạm tay vào hạnh phúc, đừng nên vì những sóng gió trước mắt mà vội nản lòng, buông tay người mình yêu thương. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.